Nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan qua đời, loạt nghệ sĩ đau buồn, tang thương bao trùm cả showbiz. Khán giả bàng hoàng khi nhận tin ngôi sao cải lương nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan đã qua đời, vô cùng tiếc thương và đau xót trước sự lần lượt ra đi của nhiều người, bầu trời nghệ thuật mất đi nhiều tài năng. Tối ngày 11 tháng 3, người hâm mộ không khỏi hoang mang và đau buồn khi nhận được tin nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở San Diego, California, Mỹ. Thông tin được MC Jimmy Nhật Hà đăng tải lên trang cá nhân. Theo đó, anh được vợ của cố nghệ sĩ là bà Thu Phong thông báo nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan đã mất sau một cơn đau tim lúc khoảng 21 giờ theo giờ Việt Nam. Thông tin trên khiến nhiều người không khỏi tiếc thương, bởi nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan là một cây đại thụ của làng cải lương Việt Nam. Mất mát của ông ngay sau nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã làm cho người hâm mộ cải lương hồ quảng, đặc biệt là các nghệ sĩ đồng nghiệp không ngừng buồn bã. Trước sự ra đi của nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan, không khí tang thương cũng đã nhanh chóng bao trùm cả showbiz. Nhiều nghệ sĩ đã không giấu được những sự xúc động đăng tải lên trang cá nhân những dòng cảm nghĩ chia buồn đến gia đình và mong ông ra đi thanh thản. Có thể kể đến nhiều nghệ sĩ như Hồng Vân, Lệ Thủy, Ngọc Huyền, Phương Thành. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cho biết thao thức không ngủ được khi nhận được tin dữ, bởi cố nghệ sĩ là người đã giúp đỡ và hỗ trợ cô rất nhiều trong những ngày đầu thành lập sân khấu kịch Phú Nhuận. Chia sẻ với khán giả, cô cho biết: "Tôi quá may mắn khi được hai nghệ sĩ là Diệp Lan và Bảo Quốc giúp đỡ. Khi đi Mỹ, chú Diệp Lan gửi gắm con trai cưng, đạo diễn Diệp Tiên ở lại sân khấu đồng hành cùng chúng tôi. Sân khấu kịch Phú Nhuận xây dựng được thương hiệu có một phần công lao của chú và Tiên. Ơn này tôi nguyện mang theo suốt đời." Nghệ sĩ cải lương Lệ Thủy, Kim Tiểu Long cũng nghẹn ngào bày tỏ trên trang cá nhân, thể hiện sự buồn bã và nhắc lại những kỷ niệm với cố nghệ sĩ. Lệ Thủy có viết: "Em sẽ nhớ mãi những kỷ niệm của anh em mình trong chuyến lưu diễn năm 1984 và suốt thời gian dài cùng nhau gắn bó trên sân khấu đoàn nghệ thuật cải lương 284. Kim Tiểu Long thì bày tỏ sự đau lòng, vĩnh biệt ba nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan thật đau lòng. Ca sĩ Phương Thành cũng đăng tải bức ảnh hiếm hoi chụp cùng nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan. Cô cho biết, lúc sinh thời, Minh Thuận là người rất yêu cải lương, hay rủ cô tham gia, nên cô mới có cơ hội được diễn trong vở Kim Hoa Kiều của đạo diễn Hoa Hạ, cùng với nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan, cùng nhiều nghệ sĩ gạo cội khác. Nghệ sĩ Ngọc Huyền cũng không giấu được sự xúc động kể về cố nghệ sĩ. Cô cho biết, cách đây ít tháng, khi chị đến nhà thăm ông tại Mỹ, lúc ra về, nam nghệ sĩ đã tiễn tận cổng khiến chị không thể nào quên. Nghệ sĩ Minh Nhí cũng gửi lời tiễn biệt nghệ sĩ Diệp Lan: "Em lại kính tiễn biệt người anh của em, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan, cây đại thụ của nghệ thuật cải lương, mãi nhớ anh, người anh đáng kính, cầu nguyện cho anh về với Phật trời." Nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan, tên thật Dương Công Thuấn, sinh năm 1941, là nghệ sĩ cải lương, sân khấu, diễn viên điện ảnh, đạo diễn. Nhắc đến Diệp Lan, người hâm mộ không thể không nhắc đến những vai diễn như Hội Đồng Dư, Tiếng Hò Sông Hậu, Hội Đồng Thăng, Đời Cô Lự, Lê Quý, Tâm Sự Ngọc Hân, Trung Sĩ Tám, Tìm Lại Cuộc Đời, Lê Xuân Giác, Tiếng Sóng Rạch Gầm, Ông Nội, Cây Lẻ Bạn, Ông Hai, Đàn Ca Tri Kỷ, Ba Của The Hương, Nửa Đời Hương Phấn. Năm 1963, ông đạt giải Thanh Tâm, cùng năm với Bạch Tuyết, Mộng Tuyền, Trương Ánh Loan, Tấn Tài. Nhiều năm qua, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan mắc bệnh Parkinson, thỉnh thoảng lúc nhớ lúc quên. Những ngày cuối đời, ông sống ở bên gia đình được mọi người chăm sóc. Tuy nhiên, vì bệnh nặng, cộng với tuổi già khiến ông ra đi mãi mãi. Được biết, cố nghệ sĩ đã nhắm mắt một cách nhẹ nhàng trong vòng tay của người thân. Sự ra đi của nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan đã để lại một khoảng trống lớn trong lòng khán giả. Một ngôi sao cải lương lão thành đã vụt tắt trên bầu trời nghệ thuật, khiến ai cũng phải đau buồn và xót xa.